chào bà con, công ty Bình Minh hiện đang có mặt tại một trang trại bò của một vị khách hàng tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Và trong video ngày hôm nay, các vị khách hàng đang muốn tìm kiếm đặt mua một dòng sản phẩm máy băm cỏ hỗ trợ băm nhỏ hàng tấn cỏ voi mỗi giờ để phục vụ cho một trang trại khoảng hơn 50 con bò của mình. Và khách hàng đã tìm hiểu và quyết định đầu tư dòng sản phẩm máy băm cỏ G250 để phục vụ công việc chăn nuôi của mình. Và dòng sản phẩm máy băm cỏ G250 này thì có điểm gì đáng để cho quý vị bà con đầu tư? Cùng với đó là mức chi phí đầu tư của dòng sản phẩm này là bao nhiêu? Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng với Ngọc Nga tìm hiểu trong video này nhé. Vào một ngày giữa tháng 9 2024, đội ngũ kỹ thuật viên của công ty Bình Minh đã trực tiếp đến thăm, bàn giao và hướng dẫn các vị khách hàng sử dụng dòng máy băm cỏ một pha duy nhất trên thị trường hiện nay, sở hữu hệ thống băng tải cấp liệu tự động với khả năng băm nhỏ đa dạng từ cỏ voi, thân cây ngô, rau bèo thể loại, bã mía thành mảnh nhỏ làm thành thức ăn cho trang trại bò hơn 50 con của khách hàng. Máy sử dụng động cơ 3,5 kW một pha mạnh mẽ cùng bộ dao băm sắc bén kết hợp với lô quấn tự động, tốc độ băm thái nhanh giúp máy có năng suất làm việc ấn tượng, dao động trong khoảng từ 1 đến 1,5 tấn mỗi giờ tùy từng loại nguyên liệu. Sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn, phần khung đỡ máy kết hợp với 4 bánh xe di chuyển chắc chắn, làm nhiệm vụ nâng đỡ bảo vệ máy và động cơ, hạn chế những tác động của thời tiết nồm ẩm trong quá trình bảo quản, đồng thời giúp cố định và giảm rung lắc máy trong khi vận hành, và còn giúp bà con dễ dàng di chuyển máy đến nhiều vị trí băm thái khác nhau trong trang trại của mình. Máy băm cỏ G250 được nghiên cứu kỹ lưỡng và chế tạo thành công với nguyên lý làm việc đơn giản mà an toàn cho người vận hành. Bà con chỉ cần cấp nguồn điện cho máy và cấp nguyên liệu cho băng tải. Băng tải sẽ có nhiệm vụ đưa cỏ vào buồng băm. Chỉ trong giây lát là bà con sẽ thu được thành phẩm đầu ra nhỏ và mềm. Máy băm cỏ G250 dễ dàng điều chỉnh độ dài của cỏ sau khi băm, đáp ứng tốt nhu cầu chế biến thức ăn cho các loài vật nuôi khác nhau nhờ tăng giảm tốc độ khi băm bằng bộ cần số điều khiển tích hợp trên thân máy. Sau quá trình băm thái, các vị khách hàng đang quan sát buồng băm của máy được chia làm hai phần. Buồng băm chính được cấu tạo bởi 4 con dao xếp theo dạng xéo cực kỳ đặc biệt. Điều này giúp tối ưu khả năng băm, tăng tốc độ đẩy sản phẩm ra, giúp sản phẩm có năng suất cao và nhẹ tải máy hơn. Và phía trước cửa xả được thiết kế hệ thống dao băm phụ vô cùng đặc biệt, giúp cho việc băm nhỏ phần lá của nguyên liệu cỏ voi, thân cây ngô dễ dàng hơn. Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của đội ngũ kỹ thuật viên công ty Bình Minh, quá trình chạy thử và bàn giao máy cho các vị khách hàng đã kết thúc tốt đẹp. Với tốc độ băm thái nhanh chóng cùng thành phẩm băm nhỏ chất lượng đã đáp ứng đúng những gì khách hàng yêu cầu. Đến đây thì buổi bàn giao máy ngày hôm nay đã thành công rực rỡ. Như quý vị thấy, với một mức chi phí cực kỳ phải chăng, bà con sẽ sở hữu ngay cho mình một dòng sản phẩm máy băm cỏ một pha duy nhất trên thị trường hiện nay, sở hữu hệ thống băng tải cấp liệu tự động phục vụ nhu cầu băm thái số lượng lớn cỏ tươi dành cho trang trại bò khoảng 50 con của mình. Với dòng sản phẩm siêu tiện ích này, các vị khách hàng ngày hôm nay đã rất cực kỳ hài lòng rồi. Vậy thì quý vị đang theo dõi video ngày hôm nay thì quý vị thấy sao ạ? Hãy để lại ý kiến của mình cho Ngọc Nga biết với nhé. Đến đây, thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã đến hồi kết thúc. Rất cảm ơn quý vị bà con đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi hết video ngày hôm nay. Ngọc Nga xin chúc tất cả quý vị bà con kinh doanh thành công. Xin chào và hẹn gặp lại!